không đầu hay chân? Tâm Nguyễn. Tâm vậy thôi. Nga luôn. À, bà kia là cái gì, Nhung gì ta? Chị mới học cho chị này. Nhung. Cái gì chị? Nhung không biết bà tên gì không? Chị Lũ luôn. À, chị Lũ đi. Chị Lũ tóc ngắn. Tóc ngắn. Sớm không? Không, thường. Dạ. Người nào theo dõi mình coi được mà đúng không? Chị Lũ ngay nghỉ. Nay học viên nghỉ hết rồi. Cho thầy dễ lao. Các bạn không thấy rõ nói ha, mình vạch cái tay á, mình cắt. Nên mình like cho cái Tâm Nguyễn vô coi nha. Giờ này mình biết bên bển cũng khuya rồi đó. Mình mình lấy cái tay mình vạch ra. Hân ngồi coi chị Sơn treo. Sơn treo để học nha. Em Sơn ở bị chào quá, đâm ra nó mau bị bung móng nha. Đúng rồi, Sơn mà chào là móng rất là dễ bị bung. Không kiếm thì cũng hở. Đúng rồi chắc. Đang bật hả? Nhiều người coi quá mà không cho động lực chắc tắt quá. Mình mới lên sao tao biết mà tao. Coi chị nhiều không chị? Thấy vậy. À, bo cua nè. Hồi mình lưu lại mình đăng qua YouTube đi. Các bạn cắt hay bị xước hay bị sừng đồ này nọ đó các bạn, do các bạn đi kìm chưa có nhuyễn ha.
đi học không chị? Bữa nay bạn nghỉ. Bữa nay học viên cho cô giáo nghỉ ngơi. Thấy không? Các bạn nghe kìm nè. Anh Kiều Nguyễn mày được cây lấy khóe chưa anh? Cái tay mình lúc nào cũng vậy, phải dạch ra. Dạch ra nha. Thì mình mới thấy mình cắt được da trong ha. Đây. Thấy cái cua nè, nghiêng lại nè, Tâm Nguyễn. Hỏi sao cắt ở bên Mỹ mà em bị sừng á, là do em chưa có nghiêm kìm được. Đó, chị chưa có nghiêm kìm được, quên kêu em rồi. Mình nghiêm kìm mình đi. Chưa Thủy ơi, mày biết nó méo lung tung. Có ai về không em gửi cho.